go live với nhau. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là Chinh host, nhưng mà mọi người cùng host với nhau nha. Bởi vì đây là cái chương trình làm đẹp, không phải một mình Chinh làm đẹp mà tất cả mọi người cùng làm đẹp. Không phải một mình ở Mỹ đâu, mà có nhiều anh chị từ Canada và ở Việt Nam. Rồi, hello tất cả mọi người ha. Cái chương trình làm đẹp của mình hôm nay sẽ có mình sẽ làm mặt, rửa mặt đầu tiên với cái máy Liên spa. Sau đó mình sẽ dùng máy nâng cơ. Các chị có thể cho mọi người thấy cái những cái dụng cụ của mình nhé. Rồi, bên này là cái này đây. Sau cái phần nâng cơ mình sẽ đi tiếp là cái phần dưỡng da. Rồi mình bắt đầu nha mọi người. Rồi mời mọi người nhé. Chúng ta sẽ có chia sẻ với nhau cho mọi người cùng biết hết. Thứ nhất là mình xài như thế nào, nó có hiệu quả như thế nào, hoặc là có những cái câu hỏi đó. Các chị cũng có thể tương tác với nhau. Bên này Thủy rửa mặt bằng cái loại kem dành cho da khô. Em là gì ạ? Da mình nó hay khô cho nên Thủy em là da thường. Rửa bằng cái này. Ok. Em cũng da thỉnh khoảng da Thủy nó cũng hơi đỏ sang xíp, thì cũng có khi xài cái dạng rửa mặt bằng cây da đỏ, da sang xíp. Nhạy cảm ạ. Nhạy cảm. Thì cái loại này nó có 5 dạng da khác nhau mà. Mình sử dụng loại combo to normal, tại da của mình là da tổng hợp. Mình thì sử dụng cũng da thường thôi. Không khô, không ướt. Xin chào cả nhà Facebook nha. Ai rảnh ai có dụng cụ lên làm đẹp chung với mấy chị em. Giờ cái chương trình này thì mình phải xuyên làm này ha, còn nếu một mình thì khi mình cứ hẹn hoài ha. Ai phát chu của ai đây, mở màn hình ra luôn nha, làm đẹp luôn nha. Rồi mình rửa mặt với máy Liên spa, mọi người cũng đã bắt đầu rồi. Cái này chỉ có 2 phút thôi, nhiều khi thoáng qua thoáng lại cái nó hết 2 phút mà không hay. Hồi đó Thủy tưởng đâu là cũng nghĩ là thường mà da bị mụn á, là nếu mà mình kích thích cái gì quá thì mụn nó sẽ hay, nhưng mà có một số người người ta nói không có, là nó nhẹ nhẹ thôi, nó sẽ thấy thật sâu với cái da mình á, thì mụn nó cái bản nhờ nó không có bám như đó nữa, chứ là thời gian người ta mình kích thích nhiều mụn nó sẽ ra nhiều, nhưng mà làm cái máy này thì nó sạch hơn, chứ không sợ nó kích thích mụn nữa. Mà nó sạch cái lỗ chân lông mình đó thì nó không có bám bệnh như đó, đó nó không có bám cái vải nhờ thì nó không có ra bệnh nữa. Đúng rồi đó Thủy, tại vì cũng có nhiều người hỏi mình đó là mình xài cái máy này á lâu có bị hư da hay không, hay là có bị mòn da hay không. Thì như Thủy nói vậy đó, ví dụ như những người mà da mụn á sử dụng á thì nó lại làm sạch hơn nữa, chứ nó không phải là nó chất cái là cái da của mình mà sợ mụn nó ra nhiều hơn, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là bởi vì nó lấy sạch cái lỗ chân lông lắm, khi mà cô khoa học da cổ có giải thích á, cái máy rửa mặt này á nó tới hai cái phần công hiệu lần đó luôn á. Của nó thứ nhất á là cái máy, nếu mà nói về cái máy không á, như cổ nói ví dụ như cái cơ thể của mình á nó cần phải tập thể dục, thì tại sao cái da mặt của mình không bao giờ được tập thể dục, thì chính là cái máy này nè, nó xoay trục rồi cái máy này mình rửa mặt mà vừa tập đá nó làm cho cái da của mình nó được tuần hoàn á, như là giống như mình nói là massage đó, thì đó là cái tập thể dục cho cái làn da của mình. Rồi cái thứ hai nữa đó, cô nói đây, cái rửa mặt là cái cleanser này nè, nó không phải là cái loại rửa mặt bình thường, mà nó là một cái loại trị liệu vừa rửa vừa massage mặt. Dạ, em bổ sung cái nữa là nó thứ nhất là nó massage mặt mình, nó làm cho cái máu mình nó tuần hoàn trên cái da mặt mình không nói, nhưng mà cái này không thể nào mà làm hư da mặt mình, ở chỗ là nếu mà mấy chị chạy mà nhẹ ở ngoài, nhưng mà mấy chị thử ấn mình một cái á, là nó dừng liền. Nó không có chạy nữa.
Cho nên cái này nó không chỉ có đi ngoài da, nó không thể đi sâu vào để làm cho hư da. Cho nên cái này là rất là tuyệt vời. Nó kháng khuẩn cũng tuyệt vời, chứ không phải giống như mấy cái máy rửa mặt mà có chổi á, nó sẽ bám vi khuẩn làm nó không có tốt, không có good bằng cái này đâu ha. Cái này nó ma sát mạnh hơn đó, thì nó làm ma sát cái da mình đó. Đúng Nó rồi, dễ bị ái hoa tổn cũng thương tốt. da đó. Cái phần này rất là hay, bởi vì thay vì là cái chổi bằng cao su á, cái này nó làm bằng cái silicon, cho nên nó rất là nó không nó an toàn cho cái da của mình. 2 phút rất là nhanh xong rồi ha. Bây giờ mình đánh đánh mặt phải không? Ủi, giờ dùng bằng ủi nè, máy ủi nè. Ok, bây giờ mình sử dụng cái máy nâng cơ. Mình nói là mình chỉ cần 20 phút thôi. Chỉ cần 20 phút để vừa rửa mặt, vừa sử dụng máy nâng cơ, vừa xài cái dưỡng da đó mà có thể giữ được một tuần lễ da rất là mịn màng và đẹp. Đúng rồi, không phải một tuần đâu mà lâu hơn, chứ mình giữ đều đặn da mình sẽ Mà nếu mà mình làm mà một ngày ba hai ba ngày mình cho 20 phút như vậy coi, cái da của mình chắc đẹp tuyệt vời đúng không? bữa nay mình đi cái toner nè, tại vì nhiều khi mình rửa mặt nó không có sạch, cái toner này nè là giống như nó để nó lấy đi những cái sebum cho nó sạch sẽ hơn vậy đó, mà nó còn khép lỗ chân lông tạm thời nữa, cho nên bữa nay Thủy không có lấy cái nắp ra, nhưng mà cái lấy cái toner để lên. Thủy nói là thay vì mình sử dụng bằng Nắp cái nước giữ ẩm, mình sử dụng bằng toner hả, nước toner. hoa học hả? Tại vì nhiều khi mình rửa mặt á, nhiều khi mình rửa nó không sạch thì cái chất dơ bẩn nó còn ở trên da mình đó, cho nên mình lấy cái toner làm cho nó sạch hơn nữa, rồi 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 nó cũng ẩm ẩm, thì lúc đó anh em phải thử đi cái này, chứ cái bữa lấy nó ca xịt không nè, thì phải nghĩ chắc da nó săn chắc hơn á. Tại vì mình nói là cái nước hoa hồng á, cái chất mà cân bằng da mình á, mình học được của cái cô Nhung á, cô nói là thí dụ như cũng cái hay thế nè, sau khi mình rửa mặt sạch mình sử dụng toner đó, để cho cái lỗ chân lông á nó mở ra, rồi khi mà mình sử dụng cái chất dưỡng ẩm á cho da đó, thì lúc đó đó cái chất dưỡng ẩm nó sẽ thẩm thấu vô cái da mình tốt hơn. Thì cái toner này đó là sau khi mình rửa sữa rửa mặt, nhiều khi mình rửa mặt mà nó không có sạch lắm đâu, mình rửa nước nhiều, nhưng mà mình lấy cái toner này mình rửa lại đó, thì nó rất là sạch hơn đó, nó sạch những cái nó còn dư thừa lại trên da mình đó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó cân bằng lại cái độ pH trên da của mình đó, rồi còn cái thứ ba nữa là nó khép lỗ chân lông tạm thời. Tại lúc đó mình dưỡng da thì nó tốt cho da của mình hơn. Nhiều khi mình rửa sữa rửa mặt không, rồi bắt đầu mình để kem dưỡng ẩm lên thì nó cũng chưa có sạch lắm đâu, nhưng mà thì nói chung là nó cân bằng lại cái độ pH của mình. Thì từ đó học là thử, giống như là mình hồi đó đi học là trong trường dạy này đó, rồi giờ nghe cô Nhung nó có nhắc lại nữa thì thấy đúng là mình cần phải làm. Nhiều khi cái động tác này có nhiều người bỏ qua lắm, người ta nghĩ nó mất nhiều thời gian người ta bỏ qua, nhưng mà nó rất là quan trọng Giống cô Đề Hàn đó, ha. cô nhắc mình phải đi at least là qua 5 step. Nhưng mà có nhiều người á, khách hàng của Thủy người ta nó thôi mất thời gian quá, người ta không, ta bỏ qua cái giai đoạn này nè, thì cái giai đoạn này nó rất là quan trọng. Đúng rồi. Cảm ơn Thủy, đúng như vậy luôn. Dạ. Cảm ơn Thủy, đây là lời chia Nhắc sẻ với của nhau. chuyên gia làm mặt. Nói thì Thủy cũng có khi bỏ qua. Nhưng mà Đúng thỉnh thoảng mình nhắc nhở để mình làm nó quan trọng, mà nhiều khi mình cho nó nhanh đó thì mình bỏ qua cái giai đoạn đó thì nó không không tốt. mình đang nói về cái máy nâng cơ này á, tuyệt vời. Làm mặt ra chưa có người nào chê. Đó là cái thấy ngay sau khi thôi, nhưng mà cái quan trọng á là cái máy mình nói là làm mặt. Cái nghĩa là mặt nó cũng bình thường ha, làm sạch da, làm mịn da, làm sáng da, nhưng mà cái máy nâng cơ của mình đặc biệt á
là nó thuộc về trị liệu nữa. À, mình có nghe những người Hoa họ nói không? Cái, giống như thí dụ như là những cái châm cứu á, mình đi với cái huyệt như vậy nè, là cái máy này nó kích thích ở những cái huyệt mình á, nó làm cho mình thư giãn nữa đó. Không những là nó kích cái tế bào da mà nó lại kích thích những cái huyệt của mình chỗ này nè. À, nên người ta nói nó giống như một cái máy châm cứu nhưng mà đây mình thấy tuyệt vời. Mấy bữa này mình học mấy cái chương trình chăm sóc da hay thiệt chứ. Hay, rất là hay. Bởi vì cái máy này nó chuyên gia nói không. Dạ, đâu có cái máy cái đồ làm đẹp nào mà được clear bởi FDA đâu, mà cái này nó được clear. À, cái máy này bởi vì qua cái sự kiểm soát của FDA cái họ mới cho bán trở lại, mình nhớ mấy cái bao nhiêu năm về trước không? Họ phải làm trở lại để FDA nó clear ra. Khi mình sử dụng mà mình không biết được cái giá trị của nó cũng hơi uổng, nhưng mà khi mà biết giá trị của nó rồi đó, mình cảm thấy quý nó hơn. Nhưng mà hồi đó Thủy cũng có đọc đó là cái giống như cái số 1 có cái màu trắng rồi đó, thì ta kêu là cũng cho nó hút mấy cái dơ cái bẩn dưới da của mình ra. Rồi cái thứ hai nữa là nó là trị liệu. Nhưng mà bây giờ nghe mấy cái người mà chuyên gia người ta nghiên cứu, người ta nói để là trong đó nó có hạt trân châu á. Thì hồi xưa nghe nói hạt trân châu nó làm cho da mình nó sáng, nó lại nó đỡ nám nhiều. Thì bây giờ thử nghe mới biết cái đó đó, chứ đó không có biết. Cái hộp trân châu là cái nào đó Thủy ha? Hộp trân châu á chị, là giống như cái hộp ta kêu thường mấy nhiều người đó, Thủy ta cho tao cái hộp đó mà Thủy giống cái hộp đẹp cái gì đó. Không biết có phải nó không, nhưng mà người ta mà cái đó ta cà nó ra đó, mà nó ở từ mấy cái trong biển cái dưới thay cái như dưới biển, mà nó là hạt trân châu, nó làm cho da mình nó sạch, nó sáng, đỡ nắng. Thì đi kiền hoàng không có chị, giờ lúc này ít bán cái đó lắm, cái này nó mất thì sao á, cho nên mình mua nó hiếm á. Mua kem mà có hạt trân châu đó nó rất là hiếm, phải đi tìm ngoài cầm cái hộp có đi mua hỏi chỗ này chỗ kia mà không có đó. Thì đó là bây giờ nghe cô đó cũng nghiên cứu của nó trong cái kem dưỡng của mình, nó cái trong cái gen của mình là có trân châu trong đó. Mấy chị cho em chia sẻ cái máy ủi nếp nhăn này chút. Cái máy này á chị, từ khi mà em bắt đầu em biết được cái công dụng của nó rồi là em không có bao giờ rời nó luôn á. Tại vì em cảm thấy giống như là chị biết là ban đêm trước khi đi ngủ mà mình chạy máy vậy nè, sáng mai mình ngủ dậy cái mặt mình thấy cưng lắm. Cái mặt mình thấy cưng lắm. Dạ. Dạ. Với lại ví dụ như da của mình mà có những cái nếp mà nó mà bị đen á, rồi mình chạy cái này nó cũng hết, nó giúp mình nữa nè. Với lại bị mụn chị. Tại vì em thử rồi nha. Yeah. Em chạy ngay chỗ cái mụn á, em chạy lên á. Dạ, em chạy lên nó đỡ. Với lại những cái da mình mà nó có những cái nếp, cái nếp đen đen em không biết đó là cái gì, nhưng mà cái này cái máy này nó giúp nè. Nó giúp nó sáng đi, dạ nó hay vậy đó. Chị Hạnh ơi, chị sử dụng cái máy này đó là từ khi nào và chị sử dụng đều đặn như thế nào? Chị nói kỹ lại cho em nghe nha, hay chỗ này rất là hay nè, em muốn chị chia sẻ với mọi người. Em sử dụng cái máy này là được 7 tháng rồi. Bắt đầu sử dụng thì 1 tuần 3 lần. Trước tiên em bắt đầu làm mặt đó thì em chạy cái máy rửa mặt trước, cái máy Lumispa trước. Em chạy máy đó xong rồi thì em chạy với cái kem này đi chung với cái máy á, dạ normal combo đó. Rồi xong rồi em rửa mặt sạch sẽ rồi thì bắt đầu em mới chạy cái máy này, cái máy Lumis, cái máy facial spa này, dạ chạy với cái gel của nó. Thì em biết là cái này nó rất là giống như cái này giống như bùa hộ mạng của mình. Chị biết ví dụ như mình em chuẩn bị đi đâu xa thì em chăm liên tục luôn, thì em đi ra ngoài em tự tin lắm. Gia đình em, nhiều khi em út của em nó thấy nó trời công nhận cái máy này chị xài da mặt chị đẹp quá. Mấy đứa cháu em nó nói chứ mợ ơi tại sao con thấy da của mợ khác quá. Mình cũng mừng. Vì vậy giống như là không thể nào thiếu nó được. Nói giống như cái cô đề hàn á,
chị nghe cái cô Đề Hàm chia sẻ không, ra ngoài á, khi ra đường á mà mình nhìn thấy cái làn da của người nào á mà có chăm sóc da hay không biết liền. Tại cái làn da cái người mà siêng chăm sóc á, nó nhìn nó môi lắm, nó có cái độ ẩm nhìn nó khác. Chứ nó không bị cằn. Nhưng mà ấy Hoa, cô nói là ai mà xài đồ của hãng này đó thì có nhìn có biết liền đó. Biết liền già, cô nhìn là có biết liền, dùng hãng nào có biết luôn. Người nào không xài là cũng biết á. Coi như cái máy này nó có hai luồng điện phải không chị? Dạ, ấm bình dương vậy. Dạ, cho nên là nó rất là đặc biệt ha. Nó có thể giúp cho mình những cái vết mà nó nhăn nhăn, nhiều khi cái da mình nó không có được tốt, nó sần sần, nó nhăn nhăn đó, mà mình chạy cái này nó giúp dữ lắm nè chị. Nó chạy một lần thôi, em chạy một lần thôi là em thấy nó khác liền vậy đó. Sáng ra ha, sáng ra là... Dạ. Em Mai xin chia sẻ chị. Mời Phương. Em Mai. Phương đến từ Việt Nam. Hello Phương đến từ Việt Nam. Phải giới thiệu đường hoàng mình tới Việt Nam. Hôm nay là làm đẹp liên quốc gia. Em Mai hiện đang ở Đồng Nai, Việt Nam. Ok. Thì cái da của em á, là trước giờ là em không có xài được một cái loại gọi là làm đẹp nào hết á. Ngày nhỏ thì em xài thì nó hay bị dị ứng á, nó khô da nên là em cũng ngứa đó. Thì mọi người bảo là xài ít đi rồi từ từ nó quen. Xong rồi em cũng xài hoài mà nó cứ ngứa, nó mẩn đó. Nên là từ lúc 18 tuổi đó cho đến nay là gần 40 rồi thì em không xài một sản phẩm nào trên da hết. Cho đến khi mà em biết công ty sản phẩm này là chị. Thì em sử dụng thì da của em nó càng ngày nó càng sáng này, nó mịn này. Và nó cũng không bị một dị ứng nào hết. Em mừng quá chị. Tại đến tuổi 40 rồi nó bị lão hóa rồi. Dạ, với một chia sẻ nữa là em xuống 8kg đó. Nhưng mà cái da của em á, nó vẫn căng, vẫn mịn nè. Mà nó không cái nếp nhăn. Dạ, cái da mặt của em á, khi mà em sử dụng sản phẩm nó không có cái nếp nhăn nào hết. Mà thường nó là khi xuống ký cái da mặt của mình nó sẽ đen hơn, rồi phạm nó bị tùn đó. Nhưng mà da của em thì hoàn toàn không có bị vấn đề đó. Dạ, em chia sẻ cả nhà vậy đó. Rồi, chúc mừng Phương nha. Chúc mừng Phương nghe. Thấy lướt ký quá trời. Thấy tại nhà đó. Thấy bỏ hình lên máy. Thấy bỏ hình lên before and after. Thấy rồi, hồi xưa mập tròn từng lúc à. Cái đó là cái điều vui vui nhất của em đó chị. Dạ. Đi đâu ai cũng khen em đấy đó. Nhưng mà Phương cho chị Thủy hỏi, hồi đó hình như lúc đầu da của Phương xài nó nổi mụn phải không Phương? Dạ, nổi mụn đó là em nghĩ có thể do em giảm 8kg đó chị. Nó thải hết độc tố lên nền da mặt đó chị. Dạ, thì em rồi cũng có người thế nào nhưng mà của em là tất cả độc tố đều đẩy lên đường mặt hết. Rồi bao lâu nó mới hết cái phần bệnh đó hả Phương? Thì em trong cái giai đoạn em giảm 8kg đó thì rồi em kết hợp sử dụng sản phẩm mình thường xuyên, em sử dụng sản phẩm mình hơn 1 năm rồi chị. Dạ. Thì cho đến giai đoạn ngày hôm nay á thì vẫn còn mụn á nhưng mà ít. Dạ nó có lần đó em rửa máy ra lên nè mà tự nhiên em rửa mặt của em á em thấy nó có cát cát ở trên mặt á. Xong rồi xong rồi em mới lấy tay em gậy ra chị, nó được nguyên một cái cùi mụn mà nó đen xì luôn, được mấy cục như vậy luôn đó chị. Em nghĩ là cái cùi mụn nó rơi ra đó. Nhưng mà trước kia là da của Phương là thuộc loại da dạng da nào hả chị? Da của em nghĩ nó là da nhạy cảm đó chị, bởi vì em không xài được một loại mỹ phẩm nào, một loại sản phẩm nào trên da cho đến khi em biết dòng sản phẩm bên mình đó chị. Trước kia là da nhạy cảm nhưng mà sao nó có ra mấy cùi mụn ta? Da tổng hợp đó hả? Da nhạy cảm, da của em á là em không có sử dụng được sản phẩm nào trên da, nó bị ngứa, bị mẩn rồi nó bị khô ráp, rất là ráp. Mà da mặt của em á, nó có những cái đường gân máu đó, nó nổi lên da mặt của mình á. Thì khi mà khi đó thì em lại mọc nữa. Dạ, em 57,5kg. Nhưng mà lỗi thì em đã kết hợp ăn uống khoa học á, em giảm 8kg đó.
thì em mới sử dụng sản phẩm bên mình. Dạ, sử dụng sản phẩm bên mình thì là coi như là cái lúc đó là em nghĩ là do em giảm ký nên là độc tố nó thải ra. Chứ bình thường da của em rất là đẹp. Nó em không thấy đỏ mà da em rất là đẹp chị. Ok. Dạ, nó chỉ là nó không có được lấy cái tế bào chết trên da, nó da nó không có được sáng sủa thôi, nó không được sáng, nó không được mịn. Chỉ dạ, có lông đỏ thôi. Nó vẫn không đẹp bằng bây giờ. Bây giờ thì da mịn màng và đẹp hơn. Da nó có cái độ mượt mà đấy chị. Dạ. Chúc mừng. Tuổi 20. Đâu ai phải chị. Da em giống như là tuổi 20 vậy đó chị. Wow, đúng rồi, nãy nhìn Phương thấy trẻ quá nè. Ơi, không phải mình khen với nhau. Tuy nhiên là Phương phải chịu khoảng mấy tháng, một năm bắt đầu da mới ok chứ ha. Chứ trước kia thì bắt đầu mụn. Có nhiều người á mới lần đầu dùng á thấy mụn mà sợ. Nhưng mà thực nếu như mà mình tiếp tục mình làm á, mình chăm sóc nó đều tại vì mình xong tháng đầu mình hạ xuống. Dạ em nghĩ mụn của em á không phải do sử dụng sản phẩm vậy mà là có nhiều do vì lý do khác. Không khí độc tố trong người nó thải ra nó dẫn tới bị mụn á chị. Tại vì khách hàng của em sử dụng nó họ rất là thích mà không chưa có một khách hàng nào phản hồi là bị mụn hết á chị. Dạ. Không có nhiều người ta uống mấy cái dược thảo thì độc tố nó đẩy ra ngoài đó thì nó có nhiều người trong người hoặc là có người nhắm đẩy nó có thể hiện trên cái da mặt của mình á. Là ta giống như là mấy cái dược thảo nó làm nó đẩy độc tố ra đó. Dạ. Cho em xuống tí thì nó ra độc tố đằng mặt. Thì em nói nghe nói nhiều người thì ra đường mồ hôi nè, rồi đường kim điệu nè. Nhưng mà em thì ra khá nhiều đằng mặt. Từ bé đến lớn thì em không có mụn bao giờ. Cho đến khi mà em xuống 8 kg đó, mặt em mụn mà đi đâu ai cũng quở hết mà. Nó mụn nhưng mà nó rất là căng chị. Nó cân rất là căng, rất là sáng nhưng mà nó lại có mụn thôi. Như thế nào không biết, bây giờ đẹp là được. Bây giờ vẫn còn mụn nè chị, vẫn còn mụn đó nhưng mà mụn nó nhìn nó khác hơn mọi người chị, như là nó gom vào á, cái mụn nó gom vào mà nó không bị sưng nhất. Dạ. Cái mụn của em nó không có bị sưng nhất chị. Phương nói Phương giảm 8 kg là Phương uống cái FVR90 đó hả Phương? Dạ chưa đâu chị, em nói chung mà... là trước khi mà biết công ty á là em cũng có một số cái khách đó chị, em nghiên cứu về thực dưỡng đó chị. Và đến khi mà em biết bên mình á là em sử dụng chính là Liên đó chị, Liên á với lại Resima, bởi vì em bị xoang chị. Em bị xoang 20 năm chị, từ năm em học lớp 9 á là em bị xoang rồi, đau lắm chị. Đau nhất, khó chịu lắm. Nên là khi mà em biết dòng sản phẩm bên mình á, đầu tiên vẫn là uống để điều trị, uống để mà cải thiện khoang. Nhưng mà em chưa có tìm hiểu kỹ. Đến khi mà em tìm hiểu kỹ đó thì em mới biết là cái dòng sản phẩm đó nó làm thải mỡ nội tạng, mỡ cơ thể chị và tăng hệ thống miễn dịch. Nên là cái lúc đó em vừa hết khoang mà vừa giảm được 8 kg chị. Ok. Lúc đó em cũng mới đó nên là em chỉ tập trung vào làm sao cho em hết toan thôi. Là trà xanh với lại nấm tinh chi. Dạ. Trà xanh có hiệu quả lắm hả? Thank you Phạm Phương nha. Tại vì khi mà nhắc tới những cái chỉ máu đó ở trên cái mặt của mình á, thật sự á, khi mà nói ra mình mới nhớ được cái chuyện đó, là tại vì không lâu hết trước đây nè, cái da mặt của mình đặc biệt là nó bị nổi gân máu đỏ thế này là rất là nhiều. Nhưng mà người ta nói là cái da mặt của mình mỏng nhưng mà thật ra nó rất là nhạy. Ví dụ như là nó bị cái gân máu như vậy, khi mà mình đi ra nắng á, lỡ mà mình không có kỹ á, là mình về mình sẽ thấy cái mặt của mình nó có vấn đề. Một là nó bị phỏng, hai là nó bị nám, thành ra cái da mặt mình bị hơi có cái vết nâu hơi sớm. Mà khi mà mình nhớ đó là mình đi làm mặt có một lần hai là người ta nói với mình đó là mua một cái loại dầu đó để mà để lên tặng cho nó đi những cái mỏ bằng cách nào đó, nuôi cái da làm sao để cho đỡ cái gân máu đỏ lên, tại vì nó lên đó
thấy cái mặt của mình nó mỏng mà bị cái gân thấy sợ, là tại thấy cái mặt mình sao nó mỏng dữ vậy. Nhưng mà mình tự nhiên nói vậy mình nhớ khoảng 2 năm nay á, mình không thấy một cái gân nào luôn á, mà cái da mặt của mình á, nó đỡ bị nhạy cảm ha, anh để ý ha, tự nhiên cái da mặt không còn cái đỏ đỏ ha, mà mình không mà... có nhớ ra, mình không có nhớ mà... đến lúc mà Phương nó nói xong mình nhớ ra cái chuyện là đúng rồi, mình bị cái gân đỏ đầy đây nè, rất là nhiều ở chỗ này nè, nhất là cái vùng này nè. Nhưng mà thật ra cái đó không có lợi, là cái da mình nó bị nhạy lắm, nó gọi là sensitive, dễ bị nám, dễ bị mỏng. Mà chị trên có biết hồi đó xe nó mỏng nó đỏ chứ nhiều không chị? Mình không biết tại sao thôi, mình không biết tại sao mà cái da mặt của mình là chị, cái thứ nhất nữa là cũng nhiều khi cái gen của mình, cái thứ hai nữa là giống như là mình giữ ẩm không có đủ á, à với lại mình dùng cái sản phẩm nó chưa có đúng hay thích hợp cái da của mình á. Ok. Ừ, bây giờ chị nè, chị làm đều đặn, chị giữ ẩm da đủ lên thì mấy cái tò đó nó đỡ đỡ khô da chị, nó đỡ khô, đó là khô lắm đó. À hả? Đó là cho nên vừa thời tiết vừa thay đổi, là ra gió hay là ra nóng, là da chị bắt đầu nó đỏ, nó khác lên, nó ẩn lên cái chỗ đó mà nó khô. Cái da cái mặt đó, của mình là đó như thế này nè, mùa đông thì nó khô, đánh phấn lên là thấy da mốc mốc vậy đó. Còn mà mùa hè đó là giống như là bị đổ dầu á. Rồi trước đây thôi, mà đâu phải là mình không dưỡng, mình là thuộc loại cũng là chăm sóc da, cũng rửa mặt đầy đủ, cũng xài dưỡng da. Nhưng mà mình thay đổi nhiều quá là tại vì không có cái sản phẩm nào nó work hết, nó không có sản phẩm nào có hiệu quả thì mình cũng thay đổi thôi. Thì mình đổi, nhưng mà mình xài cái sản phẩm này đã là 5 năm, mà gần 5 năm, ban đầu mình không có tin, mình vẫn chưa xài. Mình không thay đổi kể từ đó luôn, là bởi vì nó có hiệu quả cho mình, cho nên mình thấy không có cái nào để mình thay thế được, cho nên mình cũng giữ tới bây giờ luôn. Và bây giờ thì quá là đắc ý rồi. Tại vì ở cái tuổi của tụi mình á, nếu mà những người mà không chăm sóc da hoặc là xài sản phẩm không đúng á, mình sẽ thấy rõ luôn. Trẻ ngoài là nhăn đúng không? Thứ hai là nó chảy xệ. Thứ ba là cái da nó có màu nâu. Đúng rồi, mấy cái đốm nâu lớn tuổi tự nhiên nó xuất hiện ở đó nhiều lắm. Nhăn, nâu, xệ, ba thứ. Đúng rồi. Tại sao em làm nhanh như máy bay vậy? Em làm trong 10 đời mấy chị nghe. Giờ ngồi giữa thiên chị mặt nó cứ loáng cái trắng để rửa cái nha, nó khô rồi để anh vuốt đi cho giòn. Thì cái chủ đề của mình là cùng nhau làm đẹp, và nếu như mà mình có thể làm đẹp tại nhà nè, vừa tiện lợi nè, vừa có hiệu quả nè, mà chỉ có vòng 20 phút thôi mà rất là đơn giản thì có kết quả hết. Ở trong đây có chị Hạnh vừa chia sẻ nè, trong đây có Phạm Phương vừa chia sẻ nè, trong đây có Thủy cũng vừa chia sẻ nè, ở trong đây thì mình biết chị Phấn, chị Muốn với Ái Hoa rồi. Thì những người mà trước đây thường hay lên cái chương trình làm đẹp với nhau thì cái da mặt của chị Phấn thấy đẹp ha, càng lúc càng đẹp. Ái Hoa thì khỏi nói rồi, chị Muối cũng vậy. Chị Muối trước đây là bị cái nếp nhăn rất là nhiều ở cái đôi mắt của chị Muối ha. Thì mình thấy rất là đơn giản, ai cũng làm được hết, làm bằng cách nào miễn sao mình có làm mà thôi, mình làm đúng sản phẩm và đúng cách. 20 phút thôi, tại vì mình nói chuyện nhiều chứ thật ra có 20 phút à. Rửa máy Lumi Spa là rửa mặt, 10 phút đi cái nâng cơ, vài phút cho cái mask này, cái mask dưa leo, mình xài mask dưa leo. Rồi sau đó vài phút nữa, mình dưỡng da 20 phút. Mà nếu như mà một tuần á, mình chỉ cần một lần, giỏi là 2 lần, giỏi nữa là 3 lần. Như chị Hạnh là một tuần chỉ làm 3 lần mà trong 7 tháng mà bây giờ ra ai cũng khen hết. Mà chỉ cái da mặt cái máy... nhìn cái da của mình nó non nớt lắm chị. Nó đã sạch sẽ mà nó không thấy cái gì hèn dơ bẩn hay là nó nhăn, nó nhìn nó non nớt lắm cái da của mình á. Em cảm thấy mình cũng may mắn thiệt. May không, mắn mà mình có được hai cái máy. May mắn thiệt. Chị Kinh nhờ cái gân đỏ của chị Kinh nó mất là có cái máy mà Gavanix này nè. Mình tập thể dục trên cái da mình đó, mình làm thường xuyên cái gân đỏ nó cũng mất nữa.
là cái máy galvanic á, mình tập thể dục cho cái mặt của mình đó, là con nở nó nhíu từ từ rồi mình giữ ẩm, để cái máy này thì cái gen nó là giữ ẩm rất là cao. Yeah. Đó là nhờ nó nữa đó. Không, bây giờ mới nhớ ra là cái da mặt của mình bị cái chỉ đã ra đỏ, chỉ báo đỏ, mà giờ mới nhớ ra. Phạm Phương nói có tin không? Có nghĩa là khi mà cái gì đó mình bận tâm á thì mình nhớ, còn cái lúc nó biến mất hồi nào mình lại quên đi. Hình như mình chia sẻ mấy chục lần luôn á, mà mình hôm nay không... em mới xem kỹ lại chị, cái mấy cái mạch máu của em nó mờ lắm luôn rồi đó chị. Lần trước nó khoảng 100 đấy ha, bây giờ chắc nó còn khoảng 20 thôi. Ngày trước hình máu của em nó nổi rất là nhiều, đi đâu ai cũng bảo là da mỏng á. Thì em nghe thì biết cái thông tin mà em sử dụng sản phẩm bên mình một năm rồi đó. Bây hôm nay em coi là khoảng 20%. Da của em á, thật ra nó rất là mịn. Nó giống như là cái đít của em bé vậy đó, cái mông của em bé đó. Mệt lắm chị. Dạ. Làm xong rồi nó sạch nó. Nó sạch mà nó căng quá không? Trời ơi, đứa nào hát mà không ra, đứa mặt ra hát luôn. Đưa mặt ra hát lên chương trình làm đẹp của mẹ luôn đi, sao trốn trong hát vậy nè. Rồi, làm xong rồi, giờ chỉ cho dưỡng da rồi đi ngủ. Mà mình không có đi thử cái viện mắt á ha. Bữa nào mình đúng rồi, đi cái viện mắt. Bữa nào mình đi cái mắt đi nha, cái bụng mắt. Mình hẹn á với cái đầu accent á. Tuần chủ nhật tình tới đi. Tuần sau mình sẽ có đi cái mắt này nè, bụng mắt nè, chân chim nè. Rồi sụp mí mắt nè. Mình sẽ đi cái máy đó cho mình đi cho mọi người coi. Ok. Tại giờ trên đây mình ở trên 50 hết rồi. Chứ cái gì trên 50 dữ. Chị đi cái lượng là đóng rồi. Trên 50 hết rồi. Chị nói trên 40 hết rồi. Chị nói trên 50 tổn thọ. Con Phương nó mới giới thiệu nó 40. Mà chị nói trên 50 hết rồi chị. Chị em mới có 4 mấy à. Ủa vậy à. Nhiều người U 50 đó chị. U 50 là nói ok chị nói U 50 là dưới 50 đó. Chị có 2-3 người là dưới 50 đó chị. Chị nói U 50 đi được chứ ai nói trên 50. Chỉ có 2-3 người là dưới 50 thôi ha. Chứ mình cũng trên 50 nói gì chứ. Chị muốn cũng vậy mà. Ái Hoa trên 50 là 60. Chưa chị, vài năm nữa chị. Hôm nay Facebook nó nói mình hay lắm, nó đoán tuổi mình á. Nó nói mình á, trẻ 25 tuổi, mình hú hồn. Chinh 25 tuổi à, hoang hô Chinh. Nó nói chứ mình mới vừa post trên Facebook nói chứ. Wow, nó biết tuổi của mình là biết tại sao không? Nếu mà nói là 25 nó lật ngược trở lại là đúng y chang tuổi mình. Hay nha. Nó đổi tuổi. Vậy là em nghĩ là chị nhờ cái máy facial spa đó. Vậy á, máy facial spa đánh lừa Facebook quá, thật ra nó đoán tuổi lộn mình. Mình thấy 25 mình mắc cười quá. Ok mọi người. Thì sau cái chương trình làm đẹp, tức là rửa mặt nè, đi máy nâng cơ nè, mình đi cái mặt nạ nè, rồi sau đó mình sẽ có phần dưỡng ẩm. Đó là cái chương trình của mấy chị em tối nay. Với chỉ cần 20 phút thôi, và một tuần mình có thể làm một lần, hai lần hoặc ba lần như chị Hạnh là tuyệt vời. Thì mình có một cái làn da rất là đẹp, chỉ trong vòng 3 tháng thôi là đã có sự khác nhau rồi. Thì của chị Hạnh là 7 tháng. Của Phạm Phương là bao lâu rồi Phạm Phương? Năm. Một năm hả Phạm Phương? Em sử dụng đều đặn đó thì có lẽ là khoảng 5 tháng thôi. Nhưng mà sử dụng sản phẩm là một năm. Yeah. Nhưng mà từ khi mà nó đẹp đó, càng ngày càng đẹp là càng mê đó. Càng đẹp thì càng xài đều đặn. Okay. Không chị, em lấy cái, em nói từ cái kinh nghiệm của em á, là bắt đầu xài cái máy này là trong vòng tuần đầu tiên chỉ 3 lần em xài thôi là em nghĩ em kết cái này lắm, em không thể nào thiếu. 3 lần cái tuần đầu thôi chị. Thì đây là một cái dụng cụ không thể thiếu được trong cái phần làm đẹp của phụ nữ của chị đúng không? Dạ. Thì khi mà mình làm đẹp á, mình có cái sự tự tin. Thì đó là một trong những cái tài sản quý giá của phụ nữ. Và mình có thể làm được điều đó. Có nghĩa là
trời sinh ra không phải là ai cũng làm đẹp, nhưng mình có sự lựa chọn để được đẹp, đúng không? Dạ. Yeah. Yeah, cảm ơn tất cả các chị đã tham gia nha. Thì mình sẽ hẹn mọi người trong cái chương trình Chủ nhật tuần sau, và Chủ nhật tuần sau thì sẽ có cái phần hay hơn nữa là làm cách nào để mà giúp cái mi mắt của mình bớt bị bọng, bớt bị nhăn, bớt bị sụp ha. Dạ. Yeah. Rồi vậy thôi, mình chào cả nhà đi, hẹn tuần sau. Rồi, bye bye cả nhà. Dạ, còn Phương là buổi sáng. Rồi, nha, dạ, bye bye, bye bye cả nhà, bye bye mấy chị. Em bye các chị. Chúc cả nhà buổi tối ngủ ngon. Các bạn Việt Nam ngày làm việc vui vẻ. Bye bye. Em cảm ơn các chị.